Hồng Trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình SBTN trong chương trình Giả Ngọc Show ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay Giả Ngọc rất vui để được đón chào anh Sĩ Đan, cũng là một trong những ca nhạc sĩ mà Giả Ngọc trong những năm vừa rồi có lẽ hai anh em tự nhiên có duyên với nhau, cho nên đi show với nhau rất là nhiều. Dạ, chào anh Sĩ Đan. Anh xin chào Giả Ngọc và Sĩ Đan xin thân chào tất cả quý vị thân quen của đài truyền hình SBTN và Giả Ngọc Show. Thưa quý vị, đối với anh Sĩ Đan thì Giáng Ngọc và anh thống gì hình như là mình có duyên với nhau trong những năm vừa rồi. Tháng này mình gặp hơi nhiều ha. Mình gặp hơi nhiều anh ha. Nhưng mà như vậy vui, tốt. Vui, yes. Em nghĩ nhiều khi cái đó nó cũng là một cái hạnh phúc khi mà mình được cái dịp mà đi ra ngoài rồi làm việc chung với nhau. Em biết anh Sĩ Đan từ khi anh Sĩ Đan còn ở trong nước sinh hoạt văn nghệ thì em cũng nghe nói nên cũng khá nhiều. Tại vì lúc thời gian đó thì anh cũng có một số những sáng tác mà Giáng Ngọc thì lại là cái người rất là thích nhạc trẻ. Mà cái quan trọng ở đây nữa là nếu như anh để ý như dòng nhạc của ba em thì có lẽ là em thấy nhiều khi ba em cũng sáng tác nhạc trẻ rồi anh cũng sáng tác nhạc trẻ, cho nên nó cũng có những cái một số những cái tương đồng với nhau. Nếu mà đi ngược lại cái thời gian á thì cái thời kỳ của chú Giang tức là ba của em á thì cái thời đó cái âm nhạc của mình nó ở trong cái dạng giống như em có để ý không, cái thời đó đó là có những nó là một cái sự chuyển đổi giữa dòng nhạc vàng cũ và cái loại nhạc trẻ mới. Và lúc đó là từng group, nếu mà quý vị nhớ Phượng Hoàng nè, rồi Strawberry Fall các nhóm á, thì anh nghĩ là cái thời kỳ đó là một cái thời kỳ theo anh là một cái thời kỳ rất đẹp hả em ha. Đúng. Rất đẹp tại vì nó sơ khai cái nhạc trẻ của nhạc Việt Nam, lúc đó chưa có ai sáng tác nhạc trẻ bao giờ. Thì ba em tức là chú Tùng Giang là một trong những nhà tiên phong, he's a pioneer, anh Đức Huy là những nhà tiên phong và lấy hết mấy cái tinh túy của nhạc Việt Nam lấy hết rồi. Và sau này là giống như cái lớp trẻ sau này thì tụi anh cũng cố gắng đi theo cái con đường đó thôi, một phần nào. Nhưng mà khi mà nghe tới những dòng nhạc trẻ thì có một cái điều hay là những cái dòng nhạc đó người ta thường nói thường thường á, chẳng hạn như nhạc trẻ là những cái loại nhạc mà nó theo thời gian, tức là tự nhiên cái mình nghe mình thích rồi mình quên nó đi, không giống như những cái thể loại nhạc thính phòng khác. Nhưng mà đối với riêng cá nhân em thì những cái nhạc phẩm như là tình ca, nhạc trẻ cũng có một số nhạc phẩm ngày xưa mà đến giờ mình nghe mình vẫn thấy hay như thường. Đúng, em nói rất là đúng. Cái nhạc trẻ bây giờ người ta gọi nó là contemporary music, tức là em nghe mở radio là đài nào cũng hát cái bài đó, em đi phòng trà nào nhiều khi lúc đó tự nhiên mình thấy thích nhưng mà sau đó mình lại chán rất là nhanh. Chừng một vài năm sau thì mình quên và nó quên trong quên lãng trong cái lòng người nghe. Thì đó anh thấy đó là cái giá trị thời gian là thước đo chính xác nhất trong một bài hát, đúng không em? Dạ đúng. Thưa với lại tất cả quý vị khán giả thì đối với riêng cá nhân Sĩ Đan thì quý vị cũng đã biết quá trình của anh quá nhiều rồi, cho nên em cũng không muốn nhắc tới cái những cái điều đó nữa. Có một điều em muốn hỏi anh là thường thường nhắc tới nghệ sĩ một chút xíu thì mình nói riêng về cái personal chút xíu, ngày hôm nay em muốn hỏi cái câu này lắm. Tại vì em biết anh là một cái người rất là đàng hoàng, đi đâu cũng chững chạc, ăn nói và cách đối xử với những người xung quanh khi mà Giáng Ngọc làm việc chung với anh. Thì cho em được hỏi là thường thường người ta nói nhạc sĩ là một cái người rất là hào hoa, rất là bay bướm. Vậy thì em không nhìn thấy cái sự bay bướm đó trong anh hay là tại anh bay bướm ngầm mà em không biết? Wow. Tháng này anh bị hỏi câu đó hơi nhiều. Ủa vậy hả? Có hả? Okay. Em mới bị Hồng Đào hỏi đây, giờ tới okay. Kính thưa quý vị khán giả, thì thật sự đã nói anh khán giả cũng tới hỏi thẳng anh. Cũng một vài người khác thân cũng hỏi là ô, nghe nói nghệ sĩ là bay bướm lắm. Và tất nhiên là Giáng Ngọc có xem những cái interview với các chú giống như Lam Phương, các chú lớn thì mình, và các chú cũng thổ lộ với khán giả thẳng luôn là cái bài đó là hình bóng của một cái em nào, đúng, của một cô nào đó. Chắc có lẽ là cái chất tố mà lãng mạn nó phải có trong người một nhạc sĩ. Và let's say anh nói chẳng hạn như là nếu mà chúng ta đi giữa một cái vườn hoa đẹp mà chúng ta không nhận biết những cái bông hoa này đẹp đẹp như thế nào là chúng ta là những người không biết thưởng thức, tạm nói như vậy đi. Và mình đánh giá, mình nhận định cái bông hoa nó đẹp, mình trân trọng, mình quý, mình làm, mình nâng niu đó, mình làm một chuyện, nhưng mà chiếm hữu thì là một chuyện khác. Thì anh nghĩ người nhạc sĩ cái tố chất lãng mạn, hình bóng của người phụ nữ, hoặc là một mối tình tưởng tượng như chẳng đó thì nó cũng là một trong những cái tố chất đẹp và cần thiết cho một người nhạc sĩ. Còn thực tế hay không thì tùy người admit cỡ nào. Ok. Tức là ý nói đây là anh cũng lãng mạn nhưng mà lãng mạn ngầm.
Nhưng mà cái đó là thời tức là chưa trẻ đó, thôi. Tại vì em đã nói cái vấn đề lãng mạn đâu phải lãng mạn là mình phải chiếm hữu đâu anh. Tức là mình anh như anh giải thích, tức là mình thấy cái đẹp mình vẫn nhìn, mình vẫn biết cái đó đẹp, nhưng mà mình không cần phải chiếm hữu. Thành ra em đâu có nói anh chiếm hữu đâu, em chỉ nói okay. anh là lãng mạn là theo cái suy nghĩ, tức là mình có nhìn thấy cái đó đẹp hay không thôi. Yes. Dạ. Luôn luôn. À, nét đẹp của một phụ nữ là một trong những cái đề tài muôn thuở của nhân loại đúng không em? Dạ. Nhưng mà có lẽ là người nhạc sĩ họ khai thác, và những nhà văn họ khai thác, nhà thơ họ khai thác cái điều đó, nó đôi khi nó exaggerate, cho nên mọi người tưởng tượng ôi chắc cái ông này chắc ghê lắm. Thật sự nó chỉ là một cái sự nhìn nhận, đánh giá, kinh nghiệm trải qua. Có phải có những cuộc tình? Yes, anh có rất là nhiều cuộc tình, nhưng mà cái đó là chuyện quá khứ. Quá khứ, đúng rồi. Em biết, tại vì Giáng Ngọc đi làm việc chung với anh Sĩ Đan thì Giáng Ngọc sẽ làm chứng điều đó. Thưa với quý vị là không phải là Giáng Ngọc hỏi câu này là tại vì không phải là riêng cá nhân anh nói về những người nhạc sĩ các chú khác không nói, nhưng mà đây là riêng cá nhân ba Giáng Ngọc, thì Giáng Ngọc cũng đã biết là những cái dòng nhạc của ông mỗi bài hát hầu như đều viết cho một hình bóng nào đó vậy thôi. Và thưa quý vị, nói tới tình yêu thì cái đó là một cái tình yêu, một cái phần trong cái đời sống của mỗi con người, nhưng mà nó còn có một cái tình yêu cao hơn như thế nữa. Em cũng được biết là anh cũng vừa mới cho ra mắt một cái cuốn CD về những dòng nhạc thánh ca. Thì cho em được hỏi cái tình yêu này nó đến với anh như thế nào? Cảm ơn Giáng Ngọc. Thật sự mà nói đây là như Giáng Ngọc cũng biết đó là anh và Đoàn Phi, hai anh em cũng mới vừa ra một cái CD thánh ca đầu tiên của mình. Tại vì Đoàn Phi cũng là người Công giáo, anh là người Công giáo muộn, tức là anh sau này mô đạo thôi. Thì anh cũng ấp ủ ra một cuốn CD, thì cái CD đó mới ra được khoảng 2 tuần nay thôi, là anh đem đi bên Đại hội Thánh Mẫu để ra mắt đó. Và nếu như Giáng Ngọc hỏi á, cái tình yêu thứ hai mà trong đời nó đánh dấu một cái bước ngoặt của anh, đó là cái tình yêu dành cho Thiên Chúa và Mẹ Maria. Thì tại sao lại có cái CD này, cái tình yêu nó như thế nào, thì anh Sĩ Đan cũng xin chia sẻ với Giáng Ngọc với lại quý vị khán giả, đó là 18 năm trước anh có đi Đại hội Thánh Mẫu, và lúc đó thì anh chưa có đạo. Thì anh đi và anh cũng có đến cái, không biết em, chắc em chưa đi Đại hội Thánh Mẫu không? Em có đi rồi, em có đi, em đi thì hai em lần nhớ rồi. Cái đại sảnh sàn trắng của cái ho chính á, có hình đức mẹ đứng đưa dạ tay có, thì cái nơi dạ đó đó. Em có chụp hình ngay tại rất đó. Là nhiều người đến cầu và được. Thì anh cũng đến, mấy người bạn cũng đến, và anh cũng đến, anh cũng cầu chơi thôi. Lúc đó anh quen với một cô này người Catholic, nhưng mà anh cũng hay, em biết cái tính anh lúc mình trẻ thì mình cũng ngông cuồng lắm, anh hay chọc ghẹo mấy người Catholic là ở vô nhà thờ sao đọc kinh ra, anh hay chọc ghẹo lắm. Thì anh nghĩ là chắc anh với cô này không có duyên, tại vì anh không bao giờ anh có thể tin được vào Chúa và Mẹ. Thì kỳ đó anh đi Missouri, anh chỉ tới cái tượng Đức Mẹ, thì anh tự nhiên cái nó có một cái gì đó nó thành khẩn mà mình cầu nguyện, mình xin nói là Mẹ làm sao cho con có đức tin, tại vì cái đức tin nó là rất là quan trọng. Em có thể theo đạo để lấy vợ, em có thể đổi đạo để mà làm vui lòng người khác, nhưng mà trong trái tim em không có công nhận thì cũng như không, đúng chính không xác, em chính xác chính xác. Thì anh nghĩ nếu mà anh không có đức tin vô Chúa với là Mẹ là thì anh không thể nào tiến đến hôn nhân với cô này được. Nhưng mà lúc đó vợ anh cũng dễ thương lắm, thì hai đứa cũng rất là thương nhau, thì cô mới nói là thôi đạo hai nấy giữ đi. Nhưng mà anh nghĩ là mỗi gia đình nó phải có một cái đạo, thì nó con cái nó dễ, nó không có bị confused. Thì lúc đó anh có cầu nguyện Đức Mẹ, và sau đó không lâu thì tự nhiên mình biến đổi, mình thay đổi rất là nhiều. Thì Sĩ Đan cũng muốn xin chia sẻ với quý vị là anh nghĩ là mỗi một cái tôn giáo, mỗi một cái niềm tin của mình vô một cái đấng tối cao nào, chẳng hạn như Phật, chẳng hạn như Chúa, nó đều là rất là tốt, đúng không em? Và khi cái niềm tin mình đặt trọn vẹn á, thì nó cho mình một cái set cho mình một cái boundary, một cái giới hạn để mình không đi vượt quá những điều mà mình không nên vượt quá. Và thứ hai nữa là nó cho mình cái niềm tin, giúp đỡ cho mình một cái tình yêu, một cái niềm tin để mình vượt qua những cái giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời. Thì em biết đến cái tuổi 40 mấy và năm mấy thì nó bắt đầu nó có rất là nhiều issue trong cuộc đời mà chúng ta phải gánh chịu và cưu mang á. Thì phải nói là cái tình yêu dành cho, nhưng mà phải nói thật sự mà nói đó, là cái tình yêu mang dành cho Đức Mẹ nó rất là lớn. Và chính Đức Mẹ là cái người mà đưa anh đến cái niềm tin của Thiên Chúa. Cho nên là anh cũng vừa mới sáng tác một bài mà anh ấp ủ mười mấy năm rồi, là anh phải viết một bài về Mẹ mà anh chưa bao giờ viết được. Thì anh cũng mới vừa viết xong, thì anh nghĩ nó cũng là cái cơ duyên.
mà em cũng mới đi Paris về đúng không? Dạ đúng. Em nhớ không? Thì đó, anh trước đó anh cũng cầu nguyện nói tự nhiên năm nay em làm sao? Em nhớ là trước khi em đi là trước anh đó đi. Là anh đi. Anh đi. Dạ vâng. Yes. Dạ. Thì đó anh cũng có cầu nguyện đó làm sao năm nay anh đi đến được Paris để anh thăm được Đức Mẹ dạ. Lộ Đức. Dạ. À, thì anh đến Paris được nhưng mà anh không có thời gian đi Lộ Đức, nhưng mà anh có vô trong nhà thờ để cầu xin với Đức Mẹ Notre Dame. Dạ. 3 tháng sau nhà thờ bị cháy. Dạ. Nó là một cái gì đó nó coincidence hả? Dạ. Chắc tới giờ quảng cáo. Dạ, dạ vâng, đúng như vậy. Cảm ơn anh rất là nhiều về điều này. Tại vì cũng là một người làm việc trên đài quen rồi thưa quý vị, cho nên nhìn là không biết ngay lập tức luôn. Cảm ơn anh. Nhưng còn xin phép quý vị, chúng tôi phải ngừng ở đây một chút xíu, gửi tới quý vị khán giả một số ít những tin tức thương mại, và khi trở lại chúng ta sẽ tiếp tục tâm tình cùng với ca nhạc sĩ Sĩ Đan.